Hello anh em, đây là cái con mồi mềm nạp ép mới ha, đây là con tôm. Nạp ép nó mới ra thêm một vài cái sản phẩm mới thì con này cũng khá là ok anh em thấy không, nó rất là mềm, mịn đẹp ha. Thì bữa nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách để mà set up con này với lại cái lưỡi gờ hút ha. Thì ở đây mình sẽ có con mồi và cái lưỡi gờ hút, cái lưỡi này là số 2 trên 0 nha anh em. Số 2 trên 0 thì nó sẽ lớn hơn số 2 ha. Thì các cái thứ tự của nó sẽ như vậy nè, là số 6, số 4, số 2, số 1. Và là bắt đầu từ số 6 tới số 1. Là số 6 sẽ nhỏ nhất và số 1 là lớn nhất. Còn khi mà nó nhảy qua thành 1 trên 0 thì nó lại bắt đầu tăng lên anh em. Thì số 1 trên 0 nó sẽ nhỏ hơn số 2 trên 0, nhỏ hơn 3 trên 0 và nhỏ hơn 4 trên 0 và nhỏ hơn 5 trên 0. 5 trên 0 là lớn nhất ha. Thì đây là mình xài cái lưỡi là 2 trên 0. Thì mình sẽ sử dụng lưỡi gờ hút nè, mồi nè, hạt chặn nè và một cục chì ha. Thì con mồi này nó khá lớn, anh em thấy không, nó lớn nè. Mình xài có thể xài chì 5g, 7g. Ok. Thì phù hợp cho anh em sẽ xài cái cần từ ML. ML trở lên thì anh em sẽ đánh con mồi này nó ok. Thì đây mình sẽ cột thẳng vô leader nha anh em. Đây là dây leader này. Rồi mình sẽ dùng cái hạt chặn ha. Hạt chặn này nha, thì nó cũng set up giống như lưỡi đơn chỉ chạy thôi. Thì mình cũng thêm một cái lưỡi thêm cái cục chì 5g. Ở đây thì mình có 5g là lớn nhất, mình xài 5g. Ở đây là cái lưỡi gờ hút ha, thì mình sẽ cột vô. Mình cột thì cột lưỡi thì anh em cũng biết hết rồi ha. Thì mình muốn cột kiểu nào mình cột. Anh em tin tưởng kiểu nào thì anh em xài kiểu đó, thì mình hay xài kiểu này. Mình tạo thành cái vòng tròn và mình luồn luồn cái dây vô trong anh em. Sau đó mình sẽ siết lại. Siết lại này anh em. Rồi phần dư mình sẽ cắt đi. Mình kéo cái hạt chặn xuống khoảng tầm này ha. Mình sẽ móc con mồi này nha. Thì mình sẽ móc vô cái mỏ con mồi trước nha. Thì móc vô đúng bằng cái phần này của cái lưỡi nha anh em. Cái này thì nó khoảng gần 1 cm ha. Khoảng 0,7. Thì móc vô 0,7 rồi móc ngược ra. Rồi. Và sau đó mình đo tới phần đuôi này nha. Mình móc ngược lên, móc thẳng từ dưới lên. Rồi như vậy là ok. Thì cái combo này anh em sẽ chơi phù hợp với lại cây cần M hoặc là ML ha. Còn UL với lại L thì nó không có đủ lực, tại vì con mồi này nó tới 4g, lưỡi khoảng 1g và cục chì tới 5g, thì nó trung bình nó rơi khoảng 10g ha. Thì mình sẽ cần cây cần cứng và có lực để mình dẫn nó. Ok nha anh em.